khán giả của kênh Tin Tức Sao Việt. Hà Đa rất hy vọng rằng trong những phút tiếp theo của chương trình thì quý vị sẽ có những giây phút thật sự thư giãn và thoải mái. Nhưng quý vị cũng đừng quên bấm nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để chúng ta có thể cập nhật được những tin tức mới nhất hàng ngày quý vị nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với những tin tức nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Sau việc tụ họp chúc mừng Tuấn Hưng mở cửa hàng điện thoại tiền tỷ, đây không phải lần đầu tiên nam ca sĩ cho ra mắt các cửa hàng kinh doanh, nhưng có thể đây là cơ sở tốn nhiều tiền nhất. Mọi người đều dành thời gian cho Tuấn Hưng và gửi lời chúc thành công đến anh khi lấn sân sang kinh doanh những sản phẩm mới. Lê Hiếu Onlyse chúc mừng vợ chồng Tuấn Hưng. Vừa qua giọng ca nắm lấy tay anh khiến mọi người bất ngờ khi chính thức cho ra mắt một cửa hàng điện thoại đồng hồ dành cho giới thượng lưu ở thành phố. Vợ chồng Tuấn Hưng kinh doanh khá nhiều mặt hàng như nước hoa, thẩm mỹ viện, mỹ phẩm. Và lần này nam ca sĩ muốn mang đến thêm cho mọi người những phụ kiện đắt đỏ và sang trọng. Tại ngày ra mắt, đông đảo bạn bè là những nghệ sĩ nổi tiếng trong làng giải trí đã dành thời gian đến chúc mừng anh như Lê Hiếu Onlyse, Hồ Hoài Anh, Hạnh Sino, Trang Nhung, ông xã Lệ Quyên. Đây cũng là dịp để mọi người trải nghiệm các dòng điện thoại đồng hồ cao cấp trị giá hàng trăm triệu đồng cho mỗi món. Bà xã Tuấn Hưng gây bất ngờ với vóc dáng thon gọn. Bởi lẽ hiếm có mỹ nhân nào sau 3 lần sinh nở liên tiếp vẫn giữ được diện mạo xinh đẹp như các hot girl thế này. Cô chọn cho mình bộ zoom suit ánh kim nổi bật. Thu Hương được mọi người ngưỡng mộ bởi nhan sắc xinh đẹp, xinh đủ nếp đủ tẻ cho chồng, doanh nhân thành đạt với chuỗi kinh doanh làm đẹp cho các chị em phụ nữ. Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, Hạnh Sino, Lê Hiếu Onlyse, ông xã Lệ Quyên lẻ bóng đến nâng ly rượu mừng cho Tuấn Hưng. Vào dịp 20 tháng 10 gần đây, nam ca sĩ khiến bao cánh mày râu cũng như chị em phụ nữ ngỡ ngàng bởi hành động cực ngọt ngào lãng mạn dành cho người phụ nữ của mình. Cụ thể, Tuấn Hưng đã thức dậy từ khi trời còn chưa sáng và đi chợ, tự tay mua hoa hồng về nhà và bó lại để tặng cho Thu Hương, mẹ ruột và mẹ vợ. Tuấn Hưng cho hay, ai nói gì khi xem ảnh này cũng được, nghĩ gì cũng được, mọi năm cứ ra hàng mua về là xong, năm nay nghĩ đi nghĩ lại, thử làm cái mình chưa từng làm, tự tay làm hết, những người phụ nữ của mình, mẹ, mẹ vợ, vợ son chắc thấy bình thường. Nhưng mà từ 4:30 sáng đi mua hoa tới giờ, chả dễ dàng tí nào, quan trọng là có cái tâm, chúc một nửa thế giới mạnh khỏe, xinh đẹp và vui vẻ với ngày được quyền đòi hỏi, ăn to nói lớn các kiểu. Cuộc sống của vợ chồng Tuấn Hưng giờ đây là niềm ao ước của bao người, bởi lẽ họ không chỉ có tình yêu ngọt ngào, hôn nhân hạnh phúc khi có ba nhóc tì, mà cả hai còn sở hữu khối tài sản khủng, không áp lực kinh tế. Các con có điều kiện môi trường tốt để phát triển, cặp đôi chăm chỉ làm việc và thỉnh thoảng lại đưa nhau đi du lịch khắp các nước. Nếu quá khứ Tuấn Hưng nổi tiếng là người đào hoa, thì hiện tại anh lại được công chúng ngưỡng mộ ở khoảng yêu thương nịnh vợ bằng những lời hết sức ngọt ngào. Anh không ngại bày tỏ tình cảm trước đám đông vì Tuấn Hưng hiểu rằng chẳng có gì lớn lao hơn hạnh phúc gia đình.